Vậy là chúng ta đã chính thức nói lời tạm biệt tới năm 2022, năm của những chú báo con và cọp con, để chuyển sang một năm của những chú báo của báo trong gia tộc họ Boss, những con một lèo mà ta hằng yêu quý trong cuộc sống hàng ngày. Điều đó khiến anh em Game Lab chúng mình đặt ra một câu hỏi: liệu có game Boss mèo nào vừa hay vừa cuốn để chơi trong những ngày Tết không nhỉ? Và thật may mắn, chúng mình đã tìm được một vài tựa game liên quan đến các chú Boss và mình làm mẩy trên những con game sau. Chào mừng các bạn đã đến với Chuyện làng game của Game Lab. Và ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu tựa game nào liên quan đến các hoàng thượng hay nhất trong làng game hiện nay nhé. Hãy bắt đầu với Calico, một tựa game cute nói về cuộc sống thường ngày của bạn trong một thế giới nhiệm màu, nơi mà các bạn thủ cổ lông, trong đó có cả các con mồn lèo, chung sống hòa bình với nhau. Tuy nhiên, bạn sẽ có cho mình một nhiệm vụ cao cả, đó chính là xây dựng lại tiệm cà phê mèo và biến nó trở nên nổi tiếng với các bạn thú xung quanh. Trong tựa game này, bạn có thể tương tác với mọi loài vật xung quanh, khám phá thế giới của Calico trên lưng một con boss cỡ lớn, trang trí, sửa sang tiệm sao cho vừa ý nhằm thu hút các con mồn lèo khác đến chơi và sáng tạo nên các món tráng miệng tuyệt phẩm ở nơi đây. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa các chú boss và tựa game Farm Together. Trò chơi này hiện tại đang có giá trên Steam là 140k. Nếu bạn là một người yêu mèo thì đừng bỏ lỡ Calico nhé. Tựa game tiếp theo mà mình tìm được chắc hẳn sẽ không còn xa lạ với những game thủ vừa yêu mèo lại vừa hardcore thích BDSM với những con quái vật to lớn hơn mình gấp 3-100 lần. Đó chính là series Monster Hunter của Capcom. Ừ thì mèo trong Monster Hunter có hơi khác biệt một chút. Ở trong thế giới này, chúng được gọi là Palico và chúng thực sự có ích. Palico luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn và là một trợ thủ đắc lực trong hành trình BDSM của mình. Khác xa thực tế với mấy con báo hại ngoài đời chỉ biết phá là giỏi. Nhưng dù có là Palico hay là gì đi chăng nữa, thì chung quy lại chúng vẫn chỉ là mèo mà thôi. Và trong tựa game này, bạn có thể tự tạo nên một con Palico tựa như con mồn lèo nhà bạn với hệ thống customization chi tiết của Capcom. Bạn cũng hoàn toàn có thể trang bị cho các Palico của mình những bộ quần áo mới làm từ da thịt, xương sầu của những con quái vật xấu số, cho tụi nó ăn và đối đãi như một người bạn đồng hành, hay quan trọng hơn cả là chơi đùa với chúng nó. Vậy nên, nếu bạn muốn chạy trốn thực tại một chút với mấy con boss báo hại ngoài đời, thì hãy ghé qua và trải nghiệm thế giới tuyệt đẹp của Monster Hunter nhé. Và đương nhiên thì nếu bạn có chơi game này thì đừng có nói cho PETA biết nhé. Mình không chịu trách nhiệm về những gì giới động vật quyền làm với bạn khi nghe tin đâu. Phỏng theo một bộ comic nổi tiếng về trinh thám, tựa như bộ truyện thám hiểu lừng danh Conan mang tên Black Shark của nhà văn người Tây Ban Nha Juan Diaz Canales và Juanjo Guarnido đã nhận về vô số giải thưởng trong việc sáng tạo comic cho mình. Tựa game Black Shark Under the Skin cũng được tạo ra trong hoàn cảnh và bối cảnh tương tự như trong comic về một New York City ảm đạm trong những năm 1950. Dựa hoàn toàn theo nguyên tắc của bộ truyện, tựa game cho bạn vào vai John Black Shark, một thám tử lừng danh ở New York đang cố gắng giải mã những bí ẩn xung quanh cái chết của một chủ câu lạc bộ boxing tại thành phố New York u ám này. Và như bao tựa game trinh thám khác, Black Shark Under the Skin có cho mình những tình tiết gai cấn, nghẹt thở và yêu cầu người chơi vận động óc sáng tạo của mình để vạch trần tội ác ở nơi đây. Tựa game được ví như là một sự kết hợp hoàn hảo giữa The Wolf Among Us, tựa game trinh thám của nhà Telltale kết hợp với tình tiết phá án của LA Noire để đem đến cho người chơi những trải nghiệm đi kèm hậu quả trong mọi hành động của bạn. Vậy nên, nếu bạn là một người ưa thích thể loại game trinh thám hoặc một tựa game mang giao hưởng của The Wolf Among Us nhưng mà lại hệ mồn lèo thì đừng bỏ qua Black Shark Under the Skin nhé. Bạn có muốn trở thành nhà động vật quyền tốt hơn PETA? Hay sở hữu cho mình một thánh đường để làm chỗ trú ẩn cho những con vật tội nghiệp bị bỏ rơi? Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không tham khảo ngay Animal Shelter. Tại Animal Shelter, bạn sẽ được nhập vai là một người giải cứu các con vật đáng thương trên đường phố hoặc nhận nuôi chúng từ những cơ sở và người giải cứu khác. Bạn cũng có thể theo dõi sức khỏe, chăm sóc và chơi với chúng trong thời gian rảnh của mình, tạo dáng và chụp ảnh với những con vật đáng yêu trong trạm cứu trợ của mình và tìm cho chúng một ngôi nhà mà chúng thực sự thuộc về. Ngoài ra, Animal Shelter cũng có cho mình vô số tính năng khác để giúp bạn có thể xây dựng và cải tiến một cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp. Bởi vì cuối cùng thì nhiệm vụ của bạn vẫn cứ là đi tìm kiếm nhà cho những đứa con của mình phải không nào? Vậy nên, nếu muốn thử cảm giác xây dựng nên một trạm cứu hộ tình thương động vật của riêng mình thì đừng bỏ qua Animal Shelter nhé. Tại sao chỉ giới hạn trong phạm vi mèo mà không phải mở rộng ra và sang thể loại lưỡng long thập bát thể của các con boss và trở thành một con sen mèo? Đúng rồi đấy, bạn không nghe lộn đâu. Trong tựa game Rain World, bạn sẽ được vào vai một chú sen mèo, một giống nòi thượng đẳng được kết hợp giữa hình dáng của một con sen với khuôn mặt của một con mèo, nhanh nhẹn hơn tất cả những loài mèo phổ biến hiện nay. Thế nhưng sự thú vị của Rain World không nằm ở cốt truyện, nó nằm ở việc bạn được chu du và khám phá thế giới ngầm với rất nhiều sự phong phú trong một hệ sinh thái chung quanh hệ tận diệt của một nền công nghiệp. Ở đây, chúng ta có rất nhiều sinh vật rất đối thân quen nhưng cũng rất lạ tại nền sinh thái này. Đảm bảo game sẽ cho bạn một cuộc phiêu lưu đáng nhớ đấy. Nếu bạn ưa thích một thể loại game phiêu lưu side scrolling với một hệ sinh thái và những loài vật bị biến dạng vô cùng đa dạng như một con sen mèo thì hãy tìm ngay đến Rain World nhé. Nếu bạn không thích thể loại phiêu lưu side scrolling nhưng thích một tựa game tương tự mang thiên hướng drama và lại một chút vấn đề của con người của tuổi teen,
thì The Night in the Woods sẽ là một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý để bạn trải nghiệm vào những ngày nghỉ Tết. Đúng như những gì mà tụi mình đề cập, game khám phá vấn đề tuổi mới lớn của Mae, một cô mèo vừa từ bỏ nghiệp học của mình và đang trên hành trình tìm kiếm bản thân trong một thị trấn nhỏ bé mà cô gọi là nhà. Tuy nhiên, cô không hề cô đơn mà luôn có cho mình bạn bè và gia đình ở xung quanh, đi cùng cô trong những sự kiện mà cô đã trải qua. Đương nhiên thì bạn cũng sẽ phải lựa lời mà nói nhằm thúc đẩy và tự tạo lên những khoảnh khắc đáng nhớ cho bản thân của mình và Mae đấy. Vậy nên, đừng ngại ngùng mà không thử ngay Night in the Woods và khám phá những câu chuyện kế tiếp trong hành trình của Mae nhé. Nếu bạn muốn trải nghiệm một tựa game mới lạ hay muốn hóa thân thành một con boss phải giải cứu con sen vô dụng của mình khỏi mối đe dọa đến từ những con quái vật ngoài hành tinh và những sáng chế diệt vong của chúng, thì hãy đến ngay với Gato Roboto. Gato Roboto là cách mà người Tây Ban Nha gọi một con boss cực kỳ nguy hiểm khi nó có thể điều khiển lưu loát một bộ máy robot và hủy diệt mọi thứ. Với gameplay tương tự như tựa game huyền thoại Mega Man X4 hay Metroid và đồ họa cổ điển của các trò chơi điện tử gạch, Gato Roboto sẽ là một tựa game DI có vẻ rất đơn giản nhưng lại ẩn chứa cho mình những sự thú vị của dòng game Metroidvania nói chung và sự đáng yêu làm nên yếu tố của một con mồn lèo nói riêng. Gato Roboto hoàn toàn phù hợp để bạn mân mê hàng giờ đồng hồ nếu bạn không có cho mình một bộ máy tính mạnh để chiến cho mình những tựa game đã kể trên. Tuy nhiên, để có thể trải nghiệm Gato Roboto, tốt nhất mình khuyên các bạn nên sử dụng tay cầm khi chơi nhé. Đúng như tên gọi của nó, Collateral Damage là một cách chơi chữ của nhà phát triển để nói về sự hủy diệt tài sản của nhân loại mà tụi mồn lèo gây ra. Và trong Collateral Damage thì bạn sẽ được nhập vai thành chính những con boss phá hoại này và khiến cho các con sen của nó sẽ phải khóc hết nước mắt vì sự phá hoại để từng bước dẫn tụi nó đến căn bệnh nan y vô phương cứu chữa, bệnh viêm màng ví. Trong game, nhằm giúp cho người chơi không cảm thấy nhàm chán trong giả lập phá hủy tài sản và trở thành một con mồn lèo ăn chơi báo hại gia chủ của họ sen dưới góc nhìn thứ nhất, thì game cũng có cho mình vô số lựa chọn về cách chơi. Bạn có thể lựa chọn chơi và phá hủy tài sản có chủ đích hay phá hủy tài sản vô tội vạ trong chế độ sandbox cùng vô vàn vật phẩm nhằm hỗ trợ cho sự phá hoại của mình một cách rất là mèo. Vậy nên, nếu bạn là một người muốn nhập vai thành một con boss phá hoại để khiến con sen của mình phải chịu đau, chịu khổ, thì hãy thử ngay Collateral Damage để xả giận nhé. Con game này chắc chắn rằng ai cũng biết, từ già đến trẻ, đến lớn đến bé, hay các hội chị em phụ nữ và cả những người đàn ông bỉm sữa đang cho con bú. Nếu ai không biết đến Stray thì chắc chắn là người đó chưa ra đời. Nhìn game thế thôi nhưng Stray là một tựa game phiêu lưu giải đố đã được đứng ngang hàng với bao tựa game hay trong năm 2022 và được đề cử tranh giải thưởng Game of the Year đấy. Vậy nên điều gì đã làm nên sự đặc biệt và thành công của Stray? Thú thật, game thành công bởi vì nó được quảng cáo quá tốt, cũng như viễn cảnh, cách kể chuyện của game qua hình ảnh hơn là lời thoại, vì bạn là một con hoàng thượng mà. Ngôn ngữ là một thứ gì đó quá hèn kém nên bạn không cần phải học, mà cũng có người máy đi theo hầu hạ và dịch cho mà. Nhưng cái hay nhất mình thấy ở tựa game này, đó chính là bạn được nhập vai hoàn toàn vào hoàng thượng và quậy phá lung tung y như một con mồn lèo đích thực, trong khi vẫn có thể dẫn dắt người chơi đi theo một mạch cốt truyện lôi cuốn ra góc nhìn của một con boss. Chính nhờ vào những sự thành công kể trên mà các nhà phát triển của Stray đã tạo nên một tựa game mèo thành công và giúp cho mọi người ai cũng biết đến nó. Vậy nên, nếu bạn còn chưa thử trải nghiệm cho mình Stray thì đừng chần chừ và ủng hộ nhà phát triển ngay thôi nhé. Chắc hẳn nếu nói về một series game mèo lâu đời nhất từ trước đến nay thì chúng ta phải kể đến series game không ngừng phát triển của nhà Nintendo, Animal Crossing. Giống như bao tựa game độc quyền khác của nhà Nintendo, Animal Crossing là một tựa game có rất nhiều điểm khiến cho tựa game này trở nên đặc biệt và có cho mình sức hút đến như vậy. Những đặc điểm đó ở đây là gì? Đó là tựa game này có một thiết kế vô cùng dễ thương và mang tính biểu tượng trong thể loại game Social Simulator. Tựa game phỏng theo thời gian thật ngoài đời, cho phép bạn tương tác với các nhân vật xung quanh bạn. Và sau mỗi lần tương tác, ai cũng sẽ có cho mình những câu chuyện dí dỏm muốn chia sẻ đến bạn. Mỗi nhân vật đều có cho mình tính cách riêng biệt, gu ăn mặc và thiết kế khác nhau, khiến cho trải nghiệm của bạn với tựa game với từng nhân vật mỗi khác. Thêm vào đó, bạn cũng luôn có cho mình những hoạt động ngoài trời, những cuộc đi săn tìm kho báu, những event theo khung giờ nhất định, trang trí, chăm chút và sửa sang cho khu vực mà mình đang sống, hay tham quan những điểm đến mới lạ trong Animal Crossing. Thậm chí, trong phiên bản New Horizon của game, bạn cũng có thể tham quan hòn đảo của những người chơi khác. Có thể nói, Animal Crossing là một tựa game vô cùng phong phú với rất nhiều thứ hay ho chờ bạn khám phá. Tí thì quên mất, đã là Animal Crossing thì tất nhiên sẽ phải có những loài động vật khác không phải là con mồn lèo rồi. Thế nhưng, bạn hoàn toàn có thể biến nó thành game tương tác với Only Mèo đấy. Hay, còn đâu cái thời đấu giá con mèo điển trai Raymond với đơn vị tiền thật và vài nghìn nút ticket cơ chứ. Mình nhớ Animal Crossing ở thời điểm đó quá. Đến đây là hết video rồi đấy. Đâu là tựa game mèo mà bạn thích nhất trong số những tựa game này? Liệu chúng mình có bỏ lỡ tựa game nào đáng chú ý mà bạn biết không? Hãy comment ở phía bên dưới để chúng ta tiếp tục thảo luận nhé. Các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe cho chúng mình để có động lực ra mắt những video chất lượng trong tương lai nhé. Còn bây giờ, mình là Tommy. Hẹn gặp lại các bạn trong số Chuyện Làng Game lần sau.